Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các một dòng xe touring có giảm xóc đến từ thương hiệu của Ram XCR 3700. Đây một mẫu xe dòng cao cấp nhất của dòng xe Ram XCR. Rất lâu rồi em mới về một chiếc. Hôm nay tông màu trắng xanh các bác nhé. Với cấu hình là SLX và khung nhôm siêu nhẹ của dòng xe Ram. Thì em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, đây là mẫu xe Ram XCR 3700. Bắt đầu theo dõi kênh của em không quá xa lạ với mẫu xe này. Mẫu xe cao cấp nhất của dòng Ram XCR. Rồi sẽ lướt qua tổng thể hình thức của xe. Em đánh giá chiếc xe hình thức còn rất là tốt thôi nhé. Đây là mẫu 3700. XCR 3700. Gần đây thì em cũng về một chiếc 3500 rồi. Đây một mẫu xe cao cấp hơn. Với dòng Ram thì nổi tiếng với bộ khung làm từ công nghệ nhôm alloy, một công nghệ nhôm làm khung độc quyền của hãng Ram, cho khung siêu nhẹ bền. Đây là một trong những bộ khung nổi tiếng trên thế giới. Rem sườn, chiếc xe cao cấp thì đi rem sườn đúng không? Cáo pin của Ram. Với mẫu xe XCR này thì 3.500 hay 3.700 đều có phản quang ở yên. Đây là engine của xe các bác nhé. Đùi đĩa trục rỗng hai tầng, đùi đĩa trục rỗng thôi nhé. Thì bên trên đây thì phốt được ghi đông nguyên zin của hãng Ram, nguyên bản của xe. Trên đầu xe có chữ Ram này. Được trang bị khóa sóc hành trình trên tay, mở khóa sóc trên tay luôn các bác nhé, không phải cúi xuống nữa, rất là tiện dụng. Thường các bác muốn khóa sóc phải dừng xe và đóng khóa ra, nhưng bây giờ có khóa sóc thì tiện lợi hơn. Tay nắm cao su của Ram, nguyên zin theo xe, rất là êm các bác nhé. Như giới thiệu ở đầu video thì chiếc xe được trang bị một bộ group của SLX cao cấp hơn DOG, tức là cao cấp hơn nhé. Đây là mẫu xe cao cấp nhất của dòng XCR. V10 tầng lít và hai đĩa cho xe 20 tốc độ cho các bác thay đổi. Bộ phanh đầu thủy lực của Shimano. Bên dưới đây là dàn sóc của xe, nguyên zin của hãng Ram, nó tất cả đồ đều nguyên zin theo xe các bác nhé. Tương lai một món nào đây, phanh dầu thủy lực Shimano. Cái dòng touring có dàn sóc, các bác có thể đi đường phố cũng được, mà đi đường đồi núi đường xấu cũng phù hợp. Đây một chiếc xe rất là đa dụng. Vành Vueta, vành cọc của Vueta, vành nhôm Mayer hãng Ram các bác nhé, Mayer của Ram. Gạt đĩa của Shimano DOG LX. Xe cui xay ép. Giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung đúng của xe. Xe có thông số chiều cao khung đứng là 45 các bác nhé.
và 53 chiều ngang. Chiều ngang của xe của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa xe này. Cụ đề của SLX, Shimano SLX 10 tầng lít, 10 lít. Rất tốt. Cấu hình SLX rất là cao cấp. Phía tay phải một đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Đùi đĩa, đền đĩa. Một bánh quay rất là bo. Rất tốt các bác nhé. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Gian. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XCR 3700. Chiếc xe được trang bị bộ cấu hình của SLX. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 10.800.000, miễn phí ship và cốt của Vinh Bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác tư nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp, nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào các bác, theo dõi video.